Một bài kiểm tra vào tuần số 3 và một bài kiểm tra vào tuần số 5 các anh chị. Tuần 3 làm một bài, bài này luôn, bài hôm nay hàng học này, doanh nghiệp, luật doanh nghiệp ấy. Đó, rồi tuần 5 thì cô dặn các anh chị sau. Thêm nữa là bởi vì LCMS nó chưa có cập nhật được cái lớp học của mình, cho nên cô đang gửi cho các anh chị cái meet này. Thế còn nếu như mà tuần sau mà mình có LCMS rồi ấy, thì các anh chị cứ vô trong LCMS thì nó có sẵn link ở trong đó cho các anh chị luôn. À, còn nếu mà vẫn chưa có ấy, thì mình vẫn sai lại cái link cũ này nha các anh chị. Cô nhắc lại là nếu như tuần sau mà LCMS mà nó chưa có ấy, là mình sai lại cái link cũ này luôn. Không cần phải tạo lại nữa, sai cái này luôn. Còn nếu mà tuần sau có LCMS rồi thì nó có sẵn cái đường link ở trong đó, thì các anh chị truy cập vào LCMS để các anh chị lấy đường link. Nó sẽ khác so với cái đường link ngày hôm nay đấy nhá. Các anh chị có hỏi gì không? Mình có câu hỏi, có thắc mắc cái gì nữa không? Bài kiểm tra của mình sẽ là 20 câu và các anh chị sẽ làm 15 phút nha. 20 câu hỏi trắc nghiệm và mình sẽ làm trong vòng 15 phút. Lớp mình có bao nhiêu người nhỉ? Dạ, lớp em sĩ số 74 bạn cô. 74 bạn. Vào đây 64 là còn 10 người nữa. Điểm tính sao hả? Điểm thì kỳ này cô chưa thấy có thông báo. Nhưng mà tính thân mà học online thì chắc là 40-40-20. Cái này cô cũng không rõ đâu anh chị. Cái này mình cứ chuẩn bị tinh thần, mình làm bài kiểm tra rồi ráng điểm kiểm tra nó cao lên thôi, chứ cũng không rõ nữa. Kỳ trước thì điểm của anh chị tính như nào? 40-40-20 ha. Tại bữa trước thì online cũng tính 40-40-20 con. Thì có khi kỳ này cũng tính cũng vậy. Cho nên là ráng làm bài kiểm tra điểm cao lên chút để đi thi cho nó khỏe nha. Rồi, mình còn hỏi gì nữa không? Tôi cô cho lớp em xin hết cái slide để in ra cho cô. Làm nào nữa? Cô gửi rồi mà. Cô gửi rồi đó anh Nam Vũ. Cô gửi rồi, lớp mình chuyển cho nhau nhé. Còn gì nữa không nào? Mình còn gì để thắc mắc nữa không? Bài hôm nay mình học là doanh nghiệp, luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp, luật doanh nghiệp đây các anh chị. Văn bản hướng dẫn nè. Văn bản hướng dẫn ở đây mình có là gì? Văn bản luật nha anh chị, luật doanh nghiệp số 68 năm 2014, Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Đây văn bản này. Văn bản mà do Quốc hội ban hành thì nó là văn bản luật, luật doanh nghiệp. Cái bài hôm nay mình được trích ra từ luật doanh nghiệp. Ở đây có anh chị nào giơ tay gì hả? Dạ, cô ơi, cô có nghĩa là tuần 3 bọn em kiểm tra liên tục luôn. Cô là tuần 3 kiểm tra 2-3 môn rồi á. Cô xin cho lớp em kiểm tra qua tuần 4 được không? Không. Vẫn tuần 3 chứ. Mình chủ động mình học đi. Mình biết tuần 3 kiểm tra 2-3 môn. Ai mình học nhiều báo nhá. Nếu mà mình muốn phát biểu gì đó thì cứ bật mic lên nói luôn ha, chứ cũng không cần phải giơ tay đâu. Giơ tay xong cô lại phải chuyển cái slide xuống dưới, xong rồi lại phải đi tìm xem ai giơ tay nữa. Thì các anh chị muốn nói cái gì đó thì các anh chị bật mic lên, các anh chị nói luôn nhá. Đó rồi, bây giờ mình đi vô cái bài học hôm nay mình học cái gì. Hôm nay các anh chị học về doanh nghiệp,
doanh nghiệp. Ở đây các anh chị sẽ học những nội dung này này. Thứ nhất là khái niệm về doanh nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp. Đó. Thứ hai là các anh chị trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam. Có ví dụ như là đặc điểm của công ty cổ phần, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn, đó, rồi công ty hợp danh, rồi doanh nghiệp nhà nước, đó, doanh nghiệp tư nhân. À, thì những cái loại hình doanh nghiệp đó nó có cái đặc điểm gì, nó giống nhau và khác nhau ở chỗ nào. À, thứ ba là mình trình bày được quy định về thành lập đăng ký doanh nghiệp. Có nghĩa là giờ mình muốn mở một cái doanh nghiệp, thành lập một doanh nghiệp thì thủ tục nó như nào. Rồi trường thứ tư là trình bày được quy định về việc tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp. Đó, trình bày được sự ra đời, tồn tại và phát triển tiêu vong của một doanh nghiệp. Nha. Thì đây là cái mục tiêu của bài học. Thì đi vào cái phần đầu tiên là một số cái khái niệm. Một số khái niệm ở đây có một số khái niệm mà các anh chị cần phải nắm này. Thứ nhất là cái kinh doanh. Kinh doanh là gì? À, trong cái luật doanh nghiệp mà 2010 mấy các anh chị, luật doanh nghiệp năm 2014 thì có định nghĩa là gì? Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một số hoặc là tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, mà nó bắt đầu từ cái quá trình sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc là cung ứng dịch vụ trên thị trường. Đó, định nghĩa về kinh doanh là như vậy ha. Là mình sẽ thực hiện một số cái công đoạn nào đó của quá trình đầu tư, hoặc là mình thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư luôn. À, mà nó bắt đầu từ cái quá trình là sản xuất này, rồi đến là cung ứng dịch vụ này, từ sản xuất này đến này tiêu thụ sản phẩm này, hoặc là cung ứng dịch vụ ở trên thị trường. Vậy là tương ứng các anh chị sẽ có một cái mối liên hệ giữa cái luật doanh nghiệp 2014 và bên kia là luật dược. Có nghĩa là có bao nhiêu cái hình thức kinh doanh thuốc, có bao nhiêu cái hình thức kinh doanh thuốc. Thì mình sẽ bắt đầu từ sản xuất, là mình có sản xuất thuốc này. Rồi thứ hai là gì? Cũng tiêu thụ sản phẩm thì mình có là bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu. Đó. Rồi thứ ba thêm nữa là gì? Cung ứng dịch vụ ở trên thị trường nhá. Là gì? Dịch vụ bảo quản, dịch vụ kiểm nghiệm, dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Đó, rồi là dịch vụ thử tương đương sinh học thuốc, rồi dịch vụ thử thuốc ở trên lâm sàng. Đó là những cái loại hình dịch vụ ha. Và mình có tương ứng là có 8 cái loại hình kinh doanh thuốc: sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, 4 cái dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng và dịch vụ thử tương đương sinh học. Đó, là về cái mối cái liên hệ đó giữa cái kinh doanh thuốc và cái kinh doanh theo cái định nghĩa của luật doanh nghiệp. Tiếp theo là định nghĩa doanh nghiệp là gì? Thì doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế mà có tên riêng, có tài sản và có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Mà như vậy là khi mà mình muốn thành lập một cái doanh nghiệp không anh chị, là mình phải đặt tên cho doanh nghiệp này, nó phải có cái tên riêng đúng không, để mà phân biệt được cái doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Rồi phải có tài sản và phải có một cái nơi để giao dịch. Đó, thì đó là doanh nghiệp. Rồi vốn điều lệ. Vốn điều lệ ở đây mình có là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và một cái định nghĩa về vốn điều lệ của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn với công ty hợp danh ấy là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc là cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Thế còn với công ty cổ phần, người ta định nghĩa vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc là đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp. Có nghĩa là ở đây tại sao lại tách thành hai cái định nghĩa? Là bởi vì như này này, với công ty cổ phần ấy là nó có cổ phần và người ta định giá cổ phần để người ta tính vốn. Người ta dựa vào tổng giá trị mệnh giá cổ phần để người ta xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. Nhưng mà với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì là không có cổ phần. Cho nên là người ta đâu có tính được vốn dựa vào tổng mệnh giá cổ phần, anh chị, đâu có cổ phần đâu.
và người ta dựa vào tổng giá trị tài sản cho các thành viên góp hoặc là cam kết góp. À, rồi ở đây thêm nữa là gì, đối với công ty cổ phần ấy thì những cái người mà tham gia góp vốn vô trong cái công ty cổ phần ấy, tức là chính là những người mà mua cổ phần của công ty và sở hữu cổ phần của công ty, thì người ta sẽ gọi đó là cổ đông đó. Nhưng mà với công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh đâu có cổ phần, cho nên cái người góp vốn cũng không gọi là cổ đông, mà cái người góp vốn để thành lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh thì gọi là gì các anh chị? Cái định nghĩa nó có kìa. Sao thì gọi là cổ đông? Gọi là gì? Gọi là thành viên. Gọi là thành viên. Đúng. Còn cái công ty cổ phần này người ta mới gọi là cổ đông này. Công ty cổ phần mới gọi là cổ đông, còn công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh thì người ta gọi là thành viên. Rồi, ở đây lại có hai cái từ nữa là gì? Góp hoặc là cam kết góp. Cái nào khác nhau ở chỗ nào? Các anh chị sẽ hình dung rằng là mình tại cái thời điểm mà đăng ký thành lập doanh nghiệp ấy, người ta có thể dựa vào vốn cam kết. Ví dụ như là ba cái ông ABC hẹn nhau mở công ty chẳng hạn. Ông A mới bảo là tôi sẽ góp 2 tỷ. Ông B bảo tôi góp 1 tỷ. Và ông C bảo tôi góp 3 tỷ. Đó. Thì là người ta sẽ dựa vào cái số vốn cam kết của cả cái thành viên. Đó. Nhưng mà nó chỉ là những cái cam kết thôi, là tôi sẽ góp. Tôi góp bao nhiêu, tôi sẽ góp bao nhiêu đó. Cái thực tế có thể là họ sẽ góp nó khác so với những cái mà họ đã cam kết. À, cho nên là nó sẽ có một cái sự, đôi khi nó có một cái sự chênh lệch giữa cái lương cam kết và lương thực tế. Và ở đây người ta sẽ tính vốn là gì? À, vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản cho các thành viên là cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Còn khi mà cái doanh nghiệp đã thành lập rồi, đã đi vào ổn định rồi, thì người ta sẽ dựa vào cái lương thực góp, thực tế đã góp là bao nhiêu. Tương tự giống như vậy thì cái công ty cổ phần cũng vậy các anh chị. Người ta dựa vào khi mà thành lập doanh nghiệp thì dựa vào lượng cổ phần đăng ký mua. Nhưng mà đăng ký mua chắc gì người ta đã mua hết. Đúng không? Đăng ký mua thì chưa chắc đã mua hết. Cho nên là khi mà doanh nghiệp đã đi vào ổn định rồi thì người ta dựa vào cái lượng thực tế cổ phần đã bán. Thế như nào gọi là đã bán? Đã bán là đã thanh toán đủ tiền. Thì người ta mới gọi là đã bán. Nhá. Đó là tổng giá trị tài sản các cái thành viên góp hoặc là cam kết góp. Tiếp theo nữa là cô có một cái ví dụ như này. Có một cái đây. Có một công ba ông này. Này mình nói là có ba ông A, B và C. Ba ông này mới hẹn nhau để thành lập ra một cái công ty trách nhiệm hữu hạn đi. Ông A mới bảo là nếu mà thành lập công ty ấy thì tôi hứa là tôi sẽ có 2 tỷ. À, đang tình vốn. Vốn thì ông A mới bảo là tôi sẽ có 2 tỷ. Ông B bảo tôi có 1 tỷ. Ông C thì bảo là tôi bỏ 3 tỷ. Như vậy là vốn điều lệ của công ty lúc này là bao nhiêu? Vốn điều lệ của công ty là mấy? Giờ là 6 tỷ. Rồi là 6 tỷ. Đó là 6 tỷ. Rồi, và bởi vì nó là cái mà họ cam kết, cho nên là mình sẽ cho họ, luật quy định là sẽ cho họ một cái khoảng thời gian để họ góp nhá. Luật quy định là sẽ cho họ một cái khoảng thời gian để họ góp. Rồi sau khi mà cho họ khoảng thời gian để họ góp xong ấy, nhưng mà thực tế thì sao, cái lượng góp nó không được giống như là cái lượng cam kết ban đầu. Thì ở đây cô sẽ ghi nhận lại một cái lượng thực góp. Cái lượng thực góp ở đây là mấy? Ông A ông bảo ông góp 2 tỷ nhưng mà thực tế ông chỉ bỏ ra được có 1 tỷ thôi. Đó. Ông B ông ấy bỏ hết toàn bộ 1 tỷ. Và ông C thì ông ấy bỏ được 2 tỷ. Vậy thì vốn điều lệ lúc này thực tế nó chỉ có 4 tỷ mà thôi. Nhá. Và vốn nào người ta cũng chấp nhận hết các anh chị. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người ta chấp nhận vốn này là vốn cam kết là 6 tỷ. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế sau này công ty phải đi điều chỉnh lại cái vốn về với vốn thực góp là 4 tỷ. Nhá. Ai lại giơ tay gì nữa đấy? Này cô nói rồi mà, anh chị nào mà giơ tay gì đó thì mình bật mic lên mình nói luôn đi nhá. Không cần phải ấn giơ tay nữa đâu. Tại vì cô cứ bật tắt slide lên xuống nó phiền lắm. Rồi,
Tiếp đó là xong về định nghĩa là xong. Tiếp theo là gì? Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần. Có thể là được trả bằng tiền mặt, có thể là trả bằng các loại tài sản khác. Từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ về tài chính. Mình hiểu cổ tức là gì? Hiểu nôm na là tiền lời, đúng không? Tiền lời của, nhưng mà của ai? Của cổ đông. Đây, nó tương ứng với cổ phần mà. Tiền lời của các cổ đông sau một cái khoảng thời gian kinh doanh, thường người ta sẽ lấy một năm tài chính để người ta tính tiền lời. À, người ta chia cho các cổ đông thì cái đó người ta gọi là cổ tức. Nhưng mà cổ tức thì có thể trả bằng tiền mặt hay là bằng các loại tài sản khác. Thì cái này là tùy vào cái điều lệ của công ty đó quy định. À, cô ví dụ như này, à, cái công ty có 3 cổ đông ABC này này, với vốn điều lệ là vốn cam kết là 6 tỷ nhưng mà thực vốn thực góp nó là 4 tỷ. À, rồi sau 1 năm kinh doanh công ty tạo ra một cái khoản lợi nhuận 50 tỷ nha anh chị. Sau 1 năm kinh doanh công ty tạo ra một cái khoản lợi nhuận 50 tỷ. 10 tỷ ha. Rồi cái 10 tỷ này ý, là công ty sẽ làm gì? Công ty tạo ra một khoản lợi nhuận, một cái khoản này này, 10 tỷ này. 10 tỷ này công ty mới bắt đầu đi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. 10 tỷ đi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính, ví dụ như là gì? Nộp tiền thuế. Nha. Tiền thuế, đây là tiền nghĩa vụ về tài chính đấy. Thuế là bao nhiêu? Cô cho đi là 500 triệu đi, nửa tỷ. Ha. Rồi rồi là gì nữa? Lãi suất ngân hàng. Lãi suất ngân hàng. Lãi suất ngân hàng là bao nhiêu? Lãi suất ngân hàng là 700 triệu. Lãi suất ngân hàng là 700 triệu. Đó. Rồi lãi vay từ những nơi khác. Lãi vay khác ha, là bao nhiêu? 300 triệu. Đó, 300 triệu. Rồi nợ gốc. Nợ gốc nữa, có những cái nợ gốc mà đến hạn cần phải trả. Đây là những cái nghĩa vụ về tài chính nợ gốc đến hạn cần phải trả. Thì cho ở đây là 500 triệu đi. Nửa tỷ. Đó, đây là những nghĩa vụ về tài chính. Cho cô nghe điện thoại cả nhà anh chị. Alo, em nghe chị. Lớp trường số gì ta, số điện thoại của mình á, của lớp trưởng á, để cô gửi cô Phúc xin số điện thoại để cô gửi link gửi bài gì đó nha. Cô Phúc dạy mình kiểm nghiệm đúng không? Dạ cô. Tí này kiểm nghiệm bao nhiêu em học thầy thầy cô à? Thầy cô Phúc mới gọi điện bảo là liên hệ với lớp trưởng để mà. Dạ để em nhắn lại số điện thoại ạ. Nha. Rồi. Đây những cái khoản này gọi là nghĩa vụ về tài chính này. Những cái khoản này người ta gọi là nghĩa vụ về tài chính. Vậy thì cái khoản lợi nhuận còn lại của công ty sau khi công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ về tài chính thì còn bao nhiêu tiền? Dạ 8 tỷ. 8 tỷ cô. À còn 8 tỷ. Vậy cái 8 tỷ này mới bắt đầu đi chia cho các cổ đông. 8 tỷ này mới bắt đầu chia cho các cổ đông này. Chia như nào? Theo anh chị thì chia theo tỷ lệ cam kết hay là tỷ lệ thực góp? Dạ chia theo tỷ lệ thực góp. Theo tỷ lệ thực góp. Đúng rồi, góp nhiều thì hưởng nhiều đúng không? Chứ ai mà chia theo tỷ lệ cam kết, vậy là chia theo tỷ lệ thực góp. Và ông A ấy là ông sẽ nhận được là 2 tỷ. Đó. Ông B ông ấy nhận được 2 tỷ. Và ông C ông ấy nhận được 4 tỷ. Ha. Cái này người ta gọi đây chính là cái cổ tức này. Nó là khoản lợi nhuận ròng này, được trích từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ về tài chính. Nhưng mà cái lợi nhuận ròng này ấy, là có thể người ta trả, có công ty là trả toàn bộ bằng tiền mặt luôn. Chia được 8 tỷ là chia ra, chia theo cái tỷ lệ có vốn là chuyển khoản ngân hàng luôn, trả bằng tiền mặt. Nhưng mà có công ty thì sao? Có công ty người ta không trả hết 2 tỷ bằng tiền mặt đâu anh chị, người ta sẽ giữ lại. Người ta chỉ trả 50% thôi. Cái này là tùy điều lệ công ty quy định thôi anh chị ha. Người ta sẽ trả cho 50%, tức là 1 tỷ là bằng tiền mặt.
Đó, nhưng mà 1 tỷ còn lại thì người ta có thể quy ra thành những loại tài sản khác, ví dụ như là công ty đó chuyên là về buôn bán căn hộ hay ô tô gì đó, người ta có thể quy ra thành một cái căn hộ hay là một cái ô tô. À, hoặc là xem như là bán được thêm cái đó. À, rồi có cái công ty thì là quy ra thành cổ phần. 1 tỷ trả bằng tiền mặt nhưng mà 1 tỷ còn lại thì quy ra thành cổ phần. À, à, mục đích của cái việc trả cổ tức bằng cổ phần là để làm gì anh chị? Người ta dựa cổ phần, dựa vào cổ phần để người ta tính vốn. Mà bây giờ 1 tỷ người ta tăng vốn lại. Đúng rồi, để làm tăng vốn lên. Thay vì trả hết thì tôi giữ lại của anh này 1 tỷ. Anh A 1 tỷ, tôi giữ lại của anh B 1 tỷ và tôi giữ lại của anh C 2 tỷ. Như vậy là làm tăng cái vốn điều lệ thêm 4 tỷ nữa. À, trả cổ tức mà bằng cổ phần là để làm tăng cái vốn điều lệ của công ty lên. Người ta muốn giữ lại vốn. Thay vì là huy động vốn từ phía nhân các cái cổ đông rất là khó. Thì chỉ bằng là đang có tiền sẵn ở đó thì tôi giữ lại một phần vốn và trả cổ tức bằng cổ phần, nó sẽ làm tăng cái vốn điều lệ của công ty lên nhá. Cái đó là cái định nghĩa về cái cổ tức. Tiếp theo là cổ đông. Cổ đông mới nói xong là cái người mà sở hữu cổ phần của công ty cổ phần thì người ta gọi là cổ đông. Nhưng mà cổ đông không chỉ là con người đâu, cổ đông có thể là cá nhân nhưng mà cũng có thể là tổ chức. Ví dụ như công ty A có thể mua cổ phần của công ty B cũng được. Đó, cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân anh chị. Mà chỉ cần sở hữu một cổ phần thôi thì đã có thể gọi là cổ đông rồi. Rồi, cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập. Người ta gọi nó là cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên được trong danh sách cổ đông sáng lập. À, bây giờ cô sẽ có một số cái loại cổ phần. Cái này thì nói về một số loại cổ phần ha anh chị. Cổ phần ở đây ý, là mình sẽ có những loại này này. Thứ nhất là cổ phần phổ thông. À, cái loại đầu tiên là cổ phần phổ thông. Cái loại thứ hai ý, là cổ phần ưu đãi. À, cái cổ phần ưu đãi ý, thì nó là chia thành các loại là ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại. Ngoài ra có thể có một số loại khác nữa. Thì cái này là có những cái loại nào thì là tùy do cái điều lệ của công ty đó quy định. Nhưng mà thường nó sẽ có ba cái loại cổ phần ưu đãi chính như này. À, cổ phần ưu đãi thì cái cổ phần ấy nó gồm có là cổ phần phổ thông với cổ phần ưu đãi này. Ưu đãi là nó phải hơn cái phổ thông như gì đó người ta mới gọi là ưu đãi. Ví dụ như là hai người mà đều điểm là đều được 7 điểm hết. Nhưng mà cái lúc mà nhập vô bảng điểm ấy thì là một người thì cô ghi 7 nhưng mà một người cô ghi 8. Thì rõ ràng cái người 8 đang có cái ưu đãi gì đó. Ví dụ như là cô giao bài tập và người ta có làm. Người ta có làm và làm đúng cho nên cô sẽ cộng 1 điểm chẳng hạn. Đó thì cái đó người ta gọi là cái ưu đãi. Ưu đãi là hơn cái phổ thông gì đó thì người ta mới gọi là ưu đãi. À, rồi còn cái này là cái phổ thông này. Còn cái này là nó hơn cái gì đó. Thì ở đây mình sẽ có là cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và một số cái loại khác. À, ví dụ này, cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần mà sẽ có số phiếu biểu quyết cao hơn số phiếu biểu quyết của cổ phần phổ thông. Có ví dụ như trong một cái cuộc họp đại hội đồng cổ đông chẳng hạn, để bầu ra cái hội đồng quản trị, bầu ra ban kiểm soát ấy, thì một cái cổ phần phổ thông là tương ứng với một phiếu biểu quyết. Nhưng mà một cổ phần ưu đãi biểu quyết thì tương ứng với 3 phiếu biểu quyết. Đó có nghĩa là cái cổ đông mà sở hữu cái cổ phần ưu đãi biểu quyết thì là họ đang có cái quyền biểu quyết nó cao hơn so với cái cổ phần phổ thông. Nhá, gọi là ưu đãi về mặt biểu quyết. Vậy thì cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết không anh chị? Cái cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết không? Dạ có cô. Có. Đúng không? Nhưng mà cái ưu đãi biểu quyết này là cái quyền biểu quyết của họ cao hơn này. Đó. Rồi cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần mà sẽ được trả mức cổ tức cao hơn so với cổ tức của cái cổ phần phổ thông. Tất cả mọi thứ mình đều so với cái cổ phần phổ thông hết. À, được trả cổ tức cao hơn. Cổ tức là tiền lời. Lúc nãy mình nói rồi, cổ tức là tiền lời. À, ví dụ như là một cái cổ phần phổ thông thì được trả mức cổ tức là tương ứng là 500.000. Nhưng mà cái cổ phần ưu đãi cổ tức thì được trả lên đến 2 triệu. Đó là tiền lời cao hơn. À, rồi cổ phần ưu đãi hoàn lại là sẽ được hoàn vốn nếu như có yêu cầu. À,
thì trong những cái cuộc họp mà để bầu ra mà cái họp mà đại hội đồng cổ đông ấy, thì chỉ có cái cổ đông mà sở hữu cái cổ phần phổ thông này này và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết họ mới được tham gia họp ở trong đó. Thế còn cái người nào mà mua cái cổ phần ưu đãi cổ tức phải mua cổ phần ưu đãi hoàn lại thì không được dự họp đâu nha thánh chị. Họ cứ để cho những cái người lãnh đạo làm đi, rồi sau này nếu như mà có lợi nhuận nhiều thì được chi trả cho nhiều hơn, vậy thôi, chứ họ không có tham gia gì ở trong đó hết nha. Rồi sở hữu cổ phần thì được gọi là cổ đông, sở hữu cổ phần thì gọi là cổ đông, sở hữu cổ phần phổ thông thì gọi là cổ đông phổ thông, sở hữu cổ phần ưu đãi thì gọi là cổ đông ưu đãi nha. Nhưng mà cái người mà sở hữu ít nhất một cái cổ phần phổ thông này mình mới nói là đó là cổ đông phổ thông, nhưng mà cổ đông phổ thông đó có ký tên được vào trong danh sách cổ đông sáng lập thì được gọi là cổ đông sáng lập. Mình sẽ hiểu nôm na cổ đông sáng lập chính là cái người mà tham gia sáng lập ra công ty đó, đúng không? Là những người mà tham gia sáng lập ra công ty đó họ là có ký tên vào trong cái danh sách cổ đông sáng lập mới được gọi là cổ đông sáng lập. Tiếp theo, công ty trách nhiệm hữu hạn nó có hai loại hình là một thành viên và hai thành viên trở lên. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhé. Nhà nước á là phải nắm giữ 100% vốn người ta mới gọi là doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp mà được thành lập, đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. Đó. Rồi, và đây là cái giấy đăng ký kinh doanh nhé. Để đăng ký kinh doanh thì khi mà mình đi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho một cái giấy giấy đăng ký kinh doanh, nó sẽ ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp thôi. Tiếp theo công ty mẹ công ty con nó là như nào? Một cái công ty mẹ được một cái công ty nó được gọi là công ty mẹ của một cái công ty khác thì là nó sở hữu được trên 50% vốn điều lệ của công ty đó. Nhá, sở hữu được trên 50% vốn nha các anh chị, hoặc là sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó. Nói chung là cái công ty mẹ thì nó sẽ chiếm được phần đa vốn ở trong cái công ty con, đúng không? Cho nên là gì, nó có quyền bổ nhiệm đa số hoặc là tất cả thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc của công ty đó, hoặc là nó có quyền sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty, bởi vì nó nắm đến trên 50% vốn cơ mà. Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty đó. Thì công ty như vậy gọi là công ty mẹ, còn công ty còn lại là công ty con. Tiếp theo. Tiếp theo là gì? Vốn, cái vốn có quyền biểu quyết ấy. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc là cổ phần mà người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng thành viên hoặc là đại hội đồng cổ đông. Nghĩa là ở đây ý, không phải là mình cứ có vốn vô trong công ty ý, là mình đều có quyền biểu quyết. Không phải mình có vốn vô trong công ty là mình sẽ có quyền biểu quyết đâu, mà mình phải mua đủ cái phần vốn có quyền biểu quyết thì mình mới có quyền biểu quyết được. Cô ví dụ như lúc nãy mình nhắc đến mấy cái loại cổ phần này anh chị này. Thì cái cổ đông phải sở hữu được cái cổ phần phổ thông này là một, và sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết mới có quyền biểu quyết, mới được dự họp đại hội đồng cổ đông, mới được bầu người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Thế còn cái cổ đông mà mua cái cổ phần ưu đãi cổ tức phải mua cổ phần ưu đãi hoàn lại, họ đâu được phép biểu quyết đâu, không được phép biểu quyết, không được phép dự họp đại hội đồng cổ đông. Họ đã có những cái hưởng khác rồi, ví dụ như là hưởng cái mức cổ tức cao hơn nè, hoặc là công ty còn nếu như mà có rủi ro gì đó thì họ sẽ được hoàn lại vốn nè, đó thì họ không có quyền biểu quyết nữa nhá. Đây là ví dụ như có một cái người có vốn vô trong công ty là 2 tỷ, nhưng mà nếu như mà họ mua 2 tỷ, toàn bộ họ 2 tỷ họ mua là cổ phần ưu đãi cổ tức thì họ cũng không được tham gia biểu quyết ở trong cái công ty đó nhá, mà chỉ đợi thôi, đợi khi nào họ người đến đợt thì người ta trả cổ phần, trả cổ tức cho thôi. Cổ tức của họ thì cao hơn bởi vì ưu đãi cổ tức mà. Tiếp theo
thành viên của công ty, thành viên nói rồi nhỉ, góp vốn vô trong cái công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh ấy thì gọi là thành viên, và thành viên cũng có thể là tổ chức hoặc là cá nhân đều được, chứ không bắt buộc phải là cá nhân đâu. Công ty có thể tham gia thành lập mà bỏ vốn ra để thành lập ra một công ty khác cũng được mà, đúng không? Thành viên cái này là gì, thành viên có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Tiếp theo là thành viên của công ty hợp danh. Thành viên của công ty hợp danh thì bao gồm hai thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, có hai cái nhóm thành viên như vậy. Đối với công ty hợp danh là có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Cái thành viên hợp danh, anh chị, thành viên hợp danh ấy và thành viên góp vốn khác nhau ở chỗ nào? Cái này các anh chị nghe nhé. Thành viên hợp danh ấy bắt buộc phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình. Còn thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc là cá nhân, và họ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp. Có nghĩa là như này này, cô ví dụ như này này, có một cái công ty hợp danh á, có 4 thành viên, bao gồm có 2 thành viên hợp danh và 2 thành viên góp vốn, mỗi người bỏ ra 1 tỷ. Như vậy là vốn điều lệ của công ty là 4 tỷ. Vốn điều lệ là 4 tỷ, bao gồm 2 thành viên hợp danh và 2 thành viên góp vốn. Sau 1 năm kinh doanh, công ty bắt đầu nợ nần chồng chất luôn. Nợ nần nhiều lắm, chồng chất luôn. Và đang rơi vào cái tình trạng là phá sản đó, là nợ ngập đầu luôn này. Vậy thì sao? Hai cái thành viên góp vốn á, mỗi người họ bỏ ra 1 tỷ, cho nên họ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi 1 tỷ mà họ đã góp. Nhưng mà hai thành viên hợp danh thì sao? Họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, nghĩa là có bao nhiêu nhà cửa, xe hơi, đất đai, ô tô gì đó là họ phải đem ra họ trả nợ. Họ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà, là họ phải đem ra tài sản của mình đem ra để trả nợ về các cái nghĩa vụ của công ty đó, các cái khoản nợ của công ty đó. Chính bởi vậy cho nên là gì, cái thành viên hợp danh ấy là họ yêu cầu phải là cá nhân mới đứng ra mới chịu trách nhiệm được, chứ mà tổ chức là đun đẩy cho nhau, người này bảo là của bên kia đẩy qua đẩy lại này rồi ai thanh toán tiền. Đối với thành viên hợp danh là bắt buộc phải là cá nhân và họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Thế thành viên góp vốn thì có thể là tổ chức hoặc là cá nhân và họ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ góp mà thôi. Nhá. Đó là về cái thành viên hợp danh, về thành viên góp vốn á. Và bởi vì là cái thành viên hợp danh họ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, cho nên là họ không thuê người ngoài về quản lý công ty anh chị. Toàn bộ mọi vị trí chủ chốt ở trong cái công ty ấy, là do các thành viên hợp danh họ phân công nhau họ làm hết. Họ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà. Đâu dám thuê người ngoài, thuê giám đốc về quản lý công ty đâu. Sợ giám đốc về rồi họ làm quản lý không tốt là nợ nần ra là phải đem đi trả nợ. Rất là mệt. Mọi cái vị trí chủ chốt ở trong công ty ấy, đều do các thành viên hợp danh họ phân công nhau làm. Họ không thuê người ngoài về quản lý công ty, thậm chí cái thành viên góp vốn ấy cũng không được tham gia vào những vị trí chủ chốt đó. Đó là về cả cái thành viên của công ty hợp danh. Thế còn tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia tách hợp nhất, sáp nhập hoặc là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Cô ví dụ như là đang từ một cái công ty thì mình chia thành hai công ty, hay là mình tách thêm một công ty nữa, hay là đang hai công ty hợp nhất vào nhau, hợp nhất lại hoặc là sáp nhập lại. Hoặc là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, như là đang từ công ty trách nhiệm hữu hạn mình đổi sang công ty cổ phần, hay là đang từ công ty cổ phần mình đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn chẳng hạn, thì cái đó người ta gọi là tổ chức lại doanh nghiệp. Rồi cô xong định nghĩa rồi, các anh chị có gì thắc mắc không? Cảm ơn Phong Thanh Tra. Các anh chị có gì thắc mắc về cái định nghĩa đấy được không? Tiếp nhá. Rồi mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp là gì? Thì đương nhiên là doanh nghiệp là hoạt động thành lập để kinh doanh, để tạo ra được lợi nhuận, đúng không? Cái mục tiêu đầu tiên của doanh nghiệp chính là lợi nhuận. Đó. Cái mục tiêu thứ hai của doanh nghiệp là gì? Là cung ứng hàng hóa, các anh chị. Cung ứng hàng hóa. Cái này là nó đang thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với xã hội đó, là làm thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Nhá.
Ngoài cái mục tiêu lợi nhuận thì doanh nghiệp đang thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, đó là cung ứng hàng hóa. Cô ví dụ như là người ta kinh doanh cái gì, cái test, cái que thử COVID ấy. Hay là cái Monopiravir chẳng hạn ha. Cái đó là người ta kinh doanh là để gì? Để tạo ra lợi nhuận. Nhưng mà đồng thời nó cũng là đang làm gì đấy? Đang cung ứng để cho người dân có mà sai chứ. Tức là đang thực hiện cái nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với xã hội đó, là làm thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đó là cái mục tiêu cung ứng hàng hóa. Rồi mục tiêu thứ ba là mục tiêu phát triển, tức là nó có thể góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. Khi mà một công ty phát triển, hai công ty phát triển, nhiều công ty cùng phát triển, như vậy là nền kinh tế đã giúp ích cho sự phát triển của nền kinh tế rồi đó. Và cuối cùng là trách nhiệm đối với xã hội, là tạo công ăn việc làm cho người lao động ấy, rồi bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thông qua cả cái chế độ hậu mãi, rồi chia sẻ trách nhiệm cùng cộng đồng thông qua cái hoạt động từ thiện nhá. Tiếp theo là về tiếp theo nữa là gì nhỉ? Mình về trường hợp này thôi thì mình bỏ qua đi anh chị ha. Rồi khi mà đi đăng ký kinh doanh ấy, đăng ký kinh doanh thì mình nộp hồ sơ ở đâu anh chị? Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đúng rồi, mình sẽ nộp ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Nhưng mà ví dụ mình mở nhà thuốc thì mình nộp hồ sơ ở đâu? Phòng kinh tế của quận huyện. Ừ. Rồi, đối với trường hợp mà mình gọi là đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp ấy, doanh nghiệp là họ sẽ đăng ký ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Nhưng mà với các cái hộ kinh doanh cá thể, ví dụ như là cái nhà thuốc chẳng hạn, thì người ta sẽ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh là ở Ủy ban Nhân dân quận huyện. Đó. Sau đó thì sẽ, nếu mà hồ sơ đầy đủ hợp lệ rồi thì trong vòng 3 ngày làm việc là sẽ được cấp cái giấy đăng ký kinh doanh. Nha, trong vòng 3 ngày làm việc anh chị. Thế còn trường hợp nếu như mà cơ sở doanh nghiệp họ có thay đổi một số cái nội dung nào đó trong cái giấy đăng ký doanh nghiệp á, ví dụ như là họ thay đổi về giám đốc chẳng hạn, hay là họ thay đổi về cái một số về vốn chẳng hạn ha, cái thay đổi một số cái nội dung mà ở trong cái giấy đăng ký doanh nghiệp, thì thời hạn để mình nộp hồ sơ đăng ký thay đổi là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, là khi mà nó phát sinh thay đổi thì mình phải nộp hồ sơ lên. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi là mình sẽ nộp hồ sơ lên. Và sau khi mình nộp hồ sơ lên để mà thay đổi cái nội dung ở trên cái giấy đăng ký kinh doanh ấy, thì cơ quan đăng ký kinh doanh cũng giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc. Đó. Thế còn nếu như mà tòa án họ bắt buộc là cơ sở phải thay đổi, lúc này cơ sở cũng phải nộp hồ sơ lên trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định của tòa án. Và sau đó là cơ quan đăng ký kinh doanh cũng sẽ cấp lại cho một cái giấy đăng ký kinh doanh mới trong vòng 3 ngày làm việc. Nói chung ấy là khi mà thay đổi nội dung thì chủ động cơ sở làm là trong vòng 10 ngày. Còn nếu như bị tòa án ép buộc, bắt buộc phải làm là 15 ngày kể từ ngày có thay đổi nhá. Còn cơ quan đăng ký kinh doanh bao giờ cũng là cấp lại cái giấy đăng ký kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc. Đó. Tiếp theo, công bố cái nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có nghĩa là sau khi mà được cấp cái giấy đăng ký kinh doanh xong ấy, là doanh nghiệp sẽ phải công khai về thông tin của doanh nghiệp mình ở trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày. Đó. Thế còn cơ quan đăng ký kinh doanh thì trong vòng 5 ngày làm việc là phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm về việc thành lập của cái doanh nghiệp đó. Nhá. Doanh nghiệp thì từ đi công khai ở trên cổng thông tin quốc gia là trong vòng 30 ngày. Thế còn cơ quan đăng ký kinh doanh họ sẽ gửi thông tin của doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc, tức là phải gửi nhanh để làm gì? Để cập nhật kịp thời là có một cái doanh nghiệp đã được hình thành rồi và cần phải được quản lý. Đó là cái cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động liên quan đến bảo hiểm, quyền lợi của người lao động nữa. Đó.
tiếp theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ ở đây thì cũng tùy loại hình anh chị. Ở đây các anh chị nhìn thấy rằng là hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nó là đơn giản nhất. Nó chỉ có giấy đề nghị, tức là cái đơn thôi anh chị, đơn đó. Và thứ hai là cái chứng minh nhân dân hộ chiếu, nó chỉ có giấy thôi. Và các anh chị nhìn vô đó các anh chị sẽ thấy rằng là chủ doanh nghiệp tư nhân ấy là tổ chức hay là cá nhân các anh chị? Chủ doanh nghiệp tư nhân là tổ chức cá nhân thầy. Đúng rồi. Bởi vì nó là chứng minh nhân dân hộ chiếu mà. Cho nên chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân và cái hồ sơ nó chỉ có chứng đó thôi. Một là cái chứng minh nhân dân và thứ hai là cái đơn. À, thế còn với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh với công ty cổ phần thì cái gọi là cái gì nhỉ? À, hồ sơ nó nhiều hơn. Hồ sơ nó nhiều hơn á. Hồ sơ ở đấy mình sẽ có là gì? Thực ra hồ sơ nó cũng gần giống nhau thôi. Nhưng mà do nó khác nhau cái tên gọi, bên này người ta gọi là cổ đông, còn bên này gọi là thành viên, nên mới tách ra làm hai, chứ hồ sơ nó giống nhau này. Đây này, đơn thì bên nào cũng cần. À, đơn xin cấp giấy đăng ký kinh doanh ấy, bên nào cũng cần. Điều lệ công ty, đây, thì cần điều lệ công ty. Rồi, nếu là thành viên mà là cá nhân ấy, thì mình sẽ nộp chứng minh nhân dân hộ chiếu. Còn thành viên mà là tổ chức ấy, là sẽ nộp quyết định thành lập. Thành viên là tổ chức có nghĩa là một cái công ty chẳng hạn, thì nộp quyết định thành lập cái công ty đó, rồi giấy đăng ký kinh doanh của công ty đó, rồi giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hộ chiếu của người được ủy quyền, đúng không? Còn với công ty cổ phần thì là gì? À, cái tích ở đây dưới này có nghĩa là cổ đông thì tương tự thành viên, nghĩa là cổ đông mà là cá nhân ấy, thì nộp chứng minh nhân dân hộ chiếu, cổ đông mà là tổ chức thì nộp quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền. Này, nó gần giống này này, tương tự thành viên nhưng mà nó chỉ khác nhau về trên gọi là thành viên, còn dưới này gọi là cổ đông thôi. À, tiếp nữa là gì? Danh sách thành viên, bên này nộp danh sách cổ đông sáng lập, và bên này giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. À, thì hồ sơ nó nói chung là nó cũng gần giống nhau thôi, chỉ có mỗi cái doanh nghiệp tư nhân ấy, mỗi cái doanh nghiệp tư nhân là hồ sơ của nó rất là đơn giản. Cho nên sau này khi mà mình thành lập cái doanh nghiệp tư nhân mà mình muốn chuyển sang cái công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh này anh chị này, là người ta đòi hỏi phải bổ sung hồ sơ cho nó đầy đủ, bổ sung thêm nữa. Chứ thực sự mà nói thì cái doanh nghiệp tư nhân nó không có tư cách pháp nhân. À, nó chỉ hồ sơ của nó chỉ có chứng đó thôi. Và bắt buộc phải bổ sung thêm nữa. Bổ sung thêm nếu như muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang cái loại hình khác. À, tiếp theo là mình sẽ đi vào các loại hình doanh nghiệp. Ở đây cái chị sẽ được học về công ty trách nhiệm hữu hạn, học về công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, rồi học công ty mẹ, công ty con. À, công ty trách nhiệm hữu hạn này, công ty cổ phần này, công ty hợp danh này. Rồi có gì nữa không? Công doanh nghiệp tư nhân đó, mấy cái loại hình doanh nghiệp đây này. À, nhưng mà ở đây tại sao cô ghi ở đây 2, 4, 6 mà đến lúc cô lại bảo là 5? Thì thực ra anh chị kể doanh nghiệp tư nhân này này, doanh nghiệp nhà nước chứ là doanh nghiệp mà do nhà nước sở hữu 100% vốn, đúng không? Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà do nhà nước sở hữu 100% vốn. Vậy thì nhà nước mà sở hữu 100% vốn ấy, thì cái hiện nay doanh nghiệp nhà nước nó tồn tại dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tức là nó nằm ở trong cái này này. Nhưng mà có cái đặc biệt là cái một thành viên đó là nhà nước thôi. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà do nhà nước sở hữu 100% vốn, mà có nghĩa là chủ doanh nghiệp chính là nhà nước, và nó đang tồn tại dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha. Ở đây có một số cái nội dung mà nó giống nhau như này, các anh chị nắm giùm cô này. Thứ nhất ấy, là các cái loại hình doanh nghiệp này này, nó có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Nhưng mà cái doanh nghiệp tư nhân thì không nha anh chị. À, ví dụ như là công ty trách nhiệm hữu hạn thì có tư cách pháp nhân là kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh.
hay là công ty cổ phần nó cũng có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Nó là cái điểm chung anh chị, nó điểm chung của các loại hình doanh nghiệp đó. Điểm chung thứ hai là gì? Chỉ có công ty cổ phần thì nó mới có cổ phần để phát hành thôi, còn cả cái loại hình khác thì nó không được phát hành cổ phần, bởi vì nó có cổ phần nó mà phát hành, có mỗi công ty cổ phần này mới được phát hành cổ phần. Ví dụ như là hỏi là cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được phát hành cổ phần không thì trả lời là không, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, và công ty hợp danh cũng không được phát hành cổ phần. Mục đích của việc phát hành cổ phần là để làm gì? Mục đích á? Mục đích của việc gọi vốn gì vậy? Đúng rồi, để huy động vốn đúng không? Nhưng mà có mỗi công ty cổ phần là mới được phát hành cổ phần để huy động vốn thôi. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn hay là công ty hợp danh thì không được phát hành cổ phần, bởi vì nó không có cổ phần để phát hành. Đó. Rồi, điểm tiếp theo nữa là gì? À, cái công ty hợp danh là không có thuê giám đốc nha anh chị. Công ty hợp danh không có thuê giám đốc. Anh chị ghi chú lại để mình còn học bài chứ. Ghi chú lại, một là chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phần. Thứ hai là các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Dạ cô nói lại cái chỗ mà các mô hình doanh nghiệp được có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh. Thì mình vẫn đọc xong rồi đó con, thì nữa các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Dạ rồi em hiểu, cảm ơn cô. Rồi, công ty hợp danh không được thuê giám đốc. Đi xong. Dạ vì nó phải chịu trách nhiệm toàn bộ 100% tài sản hiện có. Đúng rồi, bởi vì nó phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cho nên nó không thuê giám đốc. Công ty hợp danh không được thuê giám đốc. Có một cái nghề mà rất là hot đó là CEO nhỉ. CEO ấy, dạo này cái tên CEO nó nổi tiếng luôn ở trên mạng rất là nhiều đó. Thì là người ta sẽ làm giám đốc, người ta kiểu đây gọi hay gọi là nghề giám đốc, tức là giám đốc nhưng mà chỉ đi làm thuê thôi, họ không có vốn, họ có năng lực nhưng họ không có vốn và họ đi quản lý điều hành cái công ty, cũng đi làm thuê, cũng nhận lương hàng tháng giống như các cái nhân viên bình thường thôi đó. Thì nhưng mà sao cái công riêng công ty hợp danh là không có thuê giám đốc nhá. Tiếp theo là doanh nghiệp nhà nước thì không được kiêm nhiệm. Doanh nghiệp nhà nước không được kiêm nhiệm. Doanh nghiệp nhà nước thì không được kiêm nhiệm. Được chưa? Vì sao doanh nghiệp nhà nước không được kiêm nhiệm nhỉ? Vì sao? Nhà nước là vốn toàn bộ là của nhà nước. Toàn bộ vốn là của nhà nước luôn. Thế bây giờ cho một người, mình hay thấy là nhiều người sau khi làm lãnh đạo ở các doanh nghiệp nhà nước là gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Xong rồi có những cái ông con trốn ra nước ngoài nữa cơ. Mà một vị trí làm con bị như vậy, bây giờ mà cho kiêm nhiệm một người nhiều vị trí nữa thì không biết là sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền của nhà nước luôn. Cho nên là thôi, doanh nghiệp nhà nước là mỗi người một vị trí thôi chứ không có kiêm nhiệm nữa. Chủ tịch là chủ tịch mà giám đốc là giám đốc. Chứ không có chủ tịch vừa kiêm luôn cả giám đốc nữa.
nhá. Doanh nghiệp nhà nước là không cho kiêm nhiệm nha anh chị. Đó là một số cái thông tin mà mình nắm để mình phục vụ cho cái bài học của mình ha. À, ở đây có này này, slide này không biết các anh chị có hay không, chứ cô đang ghi ở đây đây này. Thêm nữa là chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình. Thế còn những cái thành viên hay những thành viên khác hay là cổ đông thì họ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi sổ vốn góp thôi, và họ có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Có mỗi hai người này thôi là cái chủ doanh nghiệp tư nhân với thành viên hợp danh ấy, bắt buộc phải là cá nhân và họ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản đó. Slide của anh chị có cái này không? Dạ em không thấy cô. À là do lúc cô bạn cô nhẹ rồi nha hả? Xong chưa? Nha. Rồi mình sẽ đi sang đây, nhưng mà trước khi đi vô đây thì mình nghỉ 10 phút đi, 7:10 cho học tiếp nha anh chị ơi. Dạ. Là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Rồi thứ hai là mỗi cái công ty cổ phần thì mới được phát hành cổ phần thôi để huy động vốn á. Thứ ba là chỉ có chủ doanh nghiệp tư nhân với thành viên hợp danh mới bắt buộc phải là cá nhân thôi, và họ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Thế còn tất cả những người góp vốn còn lại, ví dụ như là cổ đông này, rồi thành viên góp vốn này, rồi thành viên ở trong cái công ty trách nhiệm hữu hạn này, thì có thể là tổ chức hoặc là cá nhân và họ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp thôi. Công ty hợp danh thì không được thuê giám đốc, còn doanh nghiệp nhà nước thì không cho kiêm nhiệm, mỗi người một vị trí ha. Tiếp theo mình đi vô loại hình đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn. Ở đây mình có công ty một thành viên và công ty hai thành viên trở lên. Công ty một thành viên và công ty hai thành viên trở lên nha anh chị. Loại hình đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cái hai thành viên trở lên là có thể có hai thành viên cho đến 50 thành viên. Từ 2 cho đến 50 thành viên, và thành viên có thể là tổ chức hoặc là cá nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ ở trong phạm vi sổ vốn góp. Này cô nói rồi đó, có mỗi cái chủ doanh nghiệp tư nhân với thành viên hợp danh ấy, họ mới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản. Cái còn lại thì đều chịu trách nhiệm trong phạm vi sổ vốn góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh và nó không được phát hành cổ phần. Là những cái mà ở cái này nó mình lấy ra đó. Từ cái này mình mới lấy ra để áp dụng cho cái công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Số lượng thành viên là từ 2 cho đến 50 thành viên nha anh chị ơi. Có giới hạn số lượng thành viên đó, 50 thôi. Thực hiện góp vốn để thành lập công ty. Ở đây mình sẽ hình dung như này. Mình sẽ hình dung là lúc này mình có một cái slide về vốn cam kết về vốn góp đúng không? Có một cái đây, ba ông hẹn nhau mở công ty. Đấy nhá, có ba ông này hẹn nhau mở công ty này. Khi mà hẹn thì ông A ông mới bảo là tôi cam kết là tôi góp ông A mới bảo là tôi cam kết tôi góp mấy tỷ nhỉ? Từ đây. Đây ba ông hẹn nhau ABC này. Hẹn nhau mở ra công ty trách nhiệm hữu hạn. Ông A mới cam ba ông cam kết là ra vốn điều lệ là 6 tỷ. Thì cái vốn này có đăng ký kinh doanh nha các anh chị. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người ta dựa vào vốn cam kết. Và cái vốn 6 tỷ này được thể hiện ở trên giấy đăng ký kinh doanh luôn. Và ông A bao nhiêu, ông B bao nhiêu, ông C bao nhiêu nó cũng thể hiện luôn. Đó. Thế cho đến khi mà bởi vì nó là cái vốn cam kết cho nên cho các thành viên một cái khoảng thời gian để họ góp. Cho các thành viên một khoảng thời gian để họ góp, và cái khoảng thời gian đó được cho là bao nhiêu ngày? 90 ngày. Cho 90 ngày để các thành viên góp, tức là 3 tháng.
rồi thì 92 rồi mà những cái thành viên này họ góp không đủ thì lúc này buộc phải đi điều chỉnh lại vốn điều lệ về với đúng với cái vốn thực góp, ví dụ như ở đây là phải điều chỉnh từ 6 tỷ xuống còn 4 tỷ và thời hạn để điều chỉnh vốn điều lệ lúc này là 60 ngày. Vậy có nghĩa là công ty có tầm khoảng 150 ngày để ổn định vốn, đúng không? Đó vốn thời hạn để này, thời hạn để góp đúng với số vốn đã cam kết là 90 ngày và thời hạn để điều chỉnh vốn về đúng với vốn thực góp là 60 ngày. Được chưa? Các anh chị nắm bắt chung cô nhé, 90 ngày thì 60 ngày. Đó. Và sau khi góp vốn xong ấy thì quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên sẽ tương ứng với vốn thực góp, đúng không? Sau khi góp xong thì quyền lợi nghĩa vụ sẽ tương ứng với vốn thực góp. Nhưng mà vấn đề là trước khi điều chỉnh ấy thì vốn trên giấy tờ là 2 tỷ, 1 tỷ, 3 tỷ, tức là 6 tỷ. Cái này nó cũng có ý nghĩa về mặt pháp luật. Và nếu như mà xuất hiện những cái nghĩa vụ tài chính phát sinh trong cái thời gian mà đang góp vốn cam theo cái vốn cam kết này này thì những quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên sẽ tương ứng với vốn cam kết. Bởi vì thực ra nó cũng có ý nghĩa về mặt pháp luật. Nhá, là do mình cam kết và mình đi đăng ký kinh doanh rồi. Cho nên nếu như mà trước khi điều chỉnh vốn ấy, quyền lợi nghĩa vụ của các thành viên là tương ứng với vốn cam kết. Còn sau khi đã điều chỉnh vốn rồi, quyền lợi và nghĩa vụ sẽ tương ứng với vốn thực góp. Cánh gì nắm được không? Nắm được về 90 ngày, về 60 ngày chung cô không nhỉ? Dạ được cô. Rồi. Là cái slide này là mình sẽ có một slide, một số cái cô sẽ lướt qua, cô không có nhảy. Bởi vì dạy nhiều quá, sơ cánh chị học mệt. Cho nên cô mới bỏ đi một ít. Đây này, thời hạn này, điều chỉnh vốn này là 60 ngày này. Thời hạn góp vốn là 90 ngày này. Đâu rồi nhỉ? Thời hạn góp vốn là 90 ngày. Đây, 90 ngày. Slide số 38, thời hạn góp vốn là 90 ngày. Đó. Và thời hạn điều chỉnh vốn là 60 ngày. Nha. Sau khi điều chỉnh vốn xong ấy, lúc này vốn thực tế là 4 tỷ, cho nên quyền lợi và nghĩa vụ thì tương ứng với vốn thực góp. Lúc này mình bảo là chia theo tỷ lệ thực góp đó, chia mấy cái này này. À, còn trước khi điều chỉnh vốn trên giấy tờ nó là vốn cam kết, cho nên nghĩa vụ nó cũng tương ứng với vốn cam kết nhá. Đó là về về cái việc góp vốn. Rồi về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, ở đây các anh chị nhìn giùm cô này. Đối với công ty 2 thành viên trở lên ấy, cái cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên chính là cái hội đồng thành viên. Đây này, cơ quan cao nhất là hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên sẽ bao gồm tất cả những thành viên góp vốn. Tất cả những ai mà góp vốn để thành lập công ty thì sẽ tham gia vào trong hội đồng thành viên. Từ đây hội đồng thành viên mới bổ nhiệm ra chủ tịch hội đồng thành viên. Và bên này thì bổ nhiệm thêm ban kiểm soát. Đó. Rồi chủ tịch hội đồng thành viên sẽ bổ nhiệm tiền giám đốc, tổng giám đốc. Nhá. Cái câu hỏi các bạn là với cái công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì mình có thể thuê giám đốc được không? Với loại hình này mình thuê giám đốc được không? Dạ được cô. Tại vì nó không phải là công ty hợp danh. Đúng rồi. Đó, nó không phải là công ty hợp danh cho nên mình thuê giám đốc được. Nhá, loại hình này mình có thể kiêm nhiệm được không? Chủ tịch kiêm luôn giám đốc. Dạ được. Dạ, nó không phải là doanh nghiệp nhà nước. Đúng rồi. Đó, có thể kiêm nhiệm được. Nhá, có thể kiêm nhiệm được. Rồi, có thể thuê giám đốc được. À, cái người mà đại diện trước pháp luật ấy, chính là cái màu mà cô đang bôi màu đậm hơn này, chính là cái cơ quan đại diện trước pháp luật này. Tức là cái người chịu trách nhiệm trước pháp luật sẽ là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc là giám đốc, tổng giám đốc, là người đại diện trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Đó. Thế cái sơ đồ bên tay phải này nó khác sơ đồ bên tay trái là ở chỗ nào? Sơ đồ phải khác sơ đồ bên trái ở chỗ nào? Có thêm cái ban kiểm soát. Đúng rồi, có thêm cái ban kiểm soát. Cái sơ đồ ở bên tay phải là nó áp dụng với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên, là bắt buộc phải có ban kiểm soát. Nha, công ty mà có từ 11 thành viên trở lên ấy là bắt buộc phải có ban kiểm soát. À, còn cái công ty này thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát. À, vậy thì về cơ cấu tổ chức ấy là gồm có này hội đồng thành viên này, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc
và có thể có thêm ban kiểm soát nếu như đó là công ty có từ 11 thành viên trở lên. Đó, về cơ cấu tổ chức đây này, hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát. À, thì công ty có 11 thành viên trở lên mới bắt buộc là phải có ban kiểm soát. Hội đồng thành viên thì bao gồm tất cả những thành viên có vốn luôn. Đó, kỳ họp hội đồng thành viên ít nhất 1 năm sẽ diễn ra một lần và chỉ được tiến hành khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất là 65% vốn điều lệ. À, ví dụ như công ty mà có 3 thành viên mà hai ông A với B đến dự họp hội đồng thành viên ấy, còn ông C ông vắng mặt, nhưng mà vốn của ông A ông B mới cộng lại mới được có 30% vốn thôi, thì cuộc họp này không diễn ra được bởi vì ông C ông đang nắm đến tận 70% vốn nhá. Cuộc họp chỉ diễn ra khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất là 65% vốn. Còn nếu như mà tổng vốn của những cái thành viên dự họp mà ít hơn ấy, thì cuộc họp không diễn ra được, phải đợi cái những cái người còn lại. Đó. À, hội đồng thành viên thì bầu chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm nhiệm được, có thể thuê được. Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Có nghĩa là một người có thể làm chủ tịch hội đồng thành viên được bao nhiêu năm? Ít nhất là 5 năm, còn nhiều năm thì không hạn chế. Số nhiệm kỳ không hạn chế có nghĩa là có thể làm được rất là nhiều năm luôn. Cứ được bầu lên làm 5 năm hết nhiệm kỳ rồi lại được bầu tiếp, rồi lại làm nữa. Số nhiệm kỳ không hạn chế kìa. Nhá. Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên là không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Rồi. Thế tiếp theo là mình đi vào công ty một thành viên. Cái gì nắm dùng cô công ty hai thành viên xong để mình đi vô công ty một thành viên cho dễ nhá. Công ty hai thành viên nói chung nội dung nó cũng không có nhiều đâu. Ví dụ như là đối với công ty hai thành viên trở lên thì cái thời hạn để góp vốn đúng với cái vốn cam kết là 90 ngày. Thời hạn để điều chỉnh vốn về đúng với vốn thực góp là 60 ngày. Đúng không? Sau khi mà đã điều chỉnh vốn ấy thì quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với cái phần thực tế đã góp. Còn trước khi điều chỉnh vốn thì nó tương ứng với vốn cam kết. Nếu như phát sinh các nghĩa vụ gì đó thì nó tương ứng với vốn cam kết. Đó. Rồi nắm bắt về cái cơ cấu tổ chức, ví dụ như là cơ quan có quyền quyết định cao nhất là hội đồng thành viên. Đó, là bao gồm tất cả những thành viên tham gia góp vốn. Và ví dụ câu hỏi các anh chị là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì có từ bao nhiêu thành viên là bắt buộc phải có ban kiểm soát, thì các anh chị phải trả lời được là có từ 11 thành viên trở lên. Từ 11 thành viên trở lên có nghĩa là có trên 10 thành viên đấy nha anh chị, đúng không? Có từ 11 thành viên trở lên có nghĩa là có trên 10 thành viên là bắt buộc phải thành lập cái ban kiểm soát. Đó, rồi hỏi cái loại hình nào thì được kiêm nhiệm, được kiêm nhiệm hoặc là cái loại hình nào thì không được thuê giám đốc thì mình phải nắm bắt. Rồi hỏi đặc điểm về nhiệm kỳ là không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiếp theo, đối với cái công ty một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chỉ có một thành viên duy nhất thôi các anh chị, chỉ có một người thôi, và cái người đó được gọi là chủ sở hữu của công ty. Chỉ có một thành viên cho nên cái người đó sẽ được gọi là chủ sở hữu luôn, chủ sở hữu công ty. Và thành viên có thể là tổ chức hoặc là cá nhân nhá, tổ chức cũng được, cá nhân cũng được. Ví dụ chỉ có mỗi cái chủ doanh nghiệp tư nhân á, với cả thành viên hợp danh thì bắt buộc là cá nhân thôi, còn lại thì tổ chức cũng được, cá nhân cũng được. Đó. Có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Rồi họ chịu trách, chủ sở hữu á, là chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi sử dụng góp. Mà bởi vì chỉ có một người duy nhất cho nên vốn của người chủ sở hữu đầu góp chính là vốn điều lệ luôn, đúng không? Một người, vốn góp của người đó chính là vốn điều lệ của công ty luôn. Rồi, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh và không được phát hành cổ phần nhé. Đó, không được phát hành cổ phần. Có tư cách pháp nhân này kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh và không được phát hành cổ phần. Tiếp theo là gì? Thực hiện góp vốn. Cái tương tự như vậy,
tương tự là gì? Cái thời cái vốn mà tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp ấy là người ta dựa vào vốn cam kết. Và bởi vì nó là vốn cam kết cho nên cho chủ sở hữu một cái khoảng thời gian để góp là 90 ngày. 90 ngày kể từ cái ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh ấy là để góp về đúng với cái vốn cam kết. Nhưng mà vấn đề là gì? Hết 90 ngày rồi mà cái chủ sở hữu này góp vẫn chưa đủ. Thì lúc này công ty sẽ phải đi điều chỉnh lại vốn điều lệ. Và thời hạn điều chỉnh lúc này là 30 ngày thôi nha các anh chị. Nếu như đối với công ty 2 thành viên ấy thì cái thời hạn điều chỉnh là 60 ngày. Nhưng mà công ty 1 thành viên trở lên thì thời hạn điều chỉnh là nó chỉ còn lại 30 ngày mà thôi. Đó, chỉ còn lại 30 ngày. Công ty lúc này là bỏ cái ông B, ông C này bỏ đi này. Đó. Bỏ cái ông này đi. Bỏ hết nha. Giờ chỉ còn lại cái ông A này mà thôi. Cô sẽ bôi cái màu vàng lên cho mình vậy nhỉ. Đây. Đây. Công ty lúc này là giờ là chỉ còn còn lại một mình ông A thôi. À, với cái số vốn lúc này là 2 tỷ. Vậy thì 2 tỷ cái vốn điều lệ lúc này nó chỉ còn 2 tỷ. Vốn điều lệ là vốn cam kết luôn 2 tỷ. Vốn thực góp cũng là 1 tỷ. Còn ông B, ông C này là không còn nữa. Chỉ còn lại như này. Đó. Và cái khi mà đã cam kết thì cái thời hạn để góp vốn này là 90 ngày. À, nhưng mà hết 90 ngày mà vẫn góp không đủ thì thời hạn để điều chỉnh lúc này là 30 ngày thôi, bởi vì có một thành viên thôi cho nên không cần mất nhiều thời gian nữa, chỉ 30 ngày thôi. À, rồi sau khi góp vốn xong ấy thì quyền lợi và nghĩa vụ sẽ tương ứng với vốn thực góp. Còn trước khi góp vốn ấy, trên giấy tờ nó là vốn cam kết, cho nên quyền lợi và nghĩa vụ nó sẽ tương ứng với vốn cam kết là vốn này. 2 tỷ về bên này là 1 tỷ đúng không? Đó, nó khác ở cái chỗ này này, là 30 ngày thôi chứ nó không phải là 60 ngày nhé. Đó, nó khác như vậy đó anh chị. Được không? Mình nắm được không? Tiếp ha. Tiếp theo nữa là cái gì? Cái chủ sở hữu này họ cũng chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn. Số vốn gì? Số vốn góp. Chủ sở hữu á, họ cũng chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn góp. Tuy nhiên ở đây có thêm một câu như thế này nè, chỉ có một thành viên duy nhất thôi. Nếu như chủ sở hữu đã cam kết góp mà góp không đủ, không đúng hạn, gây ra thiệt hại cho công ty thì chủ sở hữu phải bồi thường toàn bộ số thiệt hại đó nhá. Nếu như mà không có thiệt hại gì thì thôi, nhưng nếu như mà vì anh góp không đủ, không đúng hạn mà gây ra thiệt hại thì anh sẽ phải bồi thường toàn bộ số thiệt hại đó, phải bồi thường hết. Tiếp theo là về cơ cấu tổ chức nè. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty một thành viên. Rồi các anh chị nhìn và trả lời cho cô là hai cái sơ đồ này khác nhau chỗ nào? Hai cái sơ đồ này khác nhau chỗ nào? Dạ, một bên là chủ tịch công ty còn một bên là hội đồng thành viên ạ. Đúng rồi. Một bên là chủ tịch công ty còn một bên là hội đồng thành viên. À, đối với trong cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ấy thì cái người mà đang sở hữu vốn chính là chủ sở hữu công ty. Đây này. Cái người mà đang sở hữu vốn á là chủ sở hữu công ty, là một thành viên duy nhất đó, gọi là chủ sở hữu công ty á, ông ấy đang nắm vốn này. Và bởi vì vốn của ông bỏ ra ông thành lập công ty cho nên là cái người chủ sở hữu này họ có quyền là đứng ra họ trực tiếp quản lý công ty cũng được, hay là họ thuê người về quản lý công ty cũng được nhá. Nếu như trường hợp mà họ thuê một người quản lý công ty thì cái người đó sẽ là chủ tịch của công ty. Nhưng nếu như chủ sở hữu công ty bổ nhiệm nhiều người tham gia quản lý công ty thì những cái người đó sẽ tham gia vào trong cái hội đồng thành viên anh chị. Đó, bổ nhiệm một người quản lý thôi, người đó sẽ được
cho làm chủ tịch công ty luôn. Còn bổ nhiệm mà nhiều người tham gia thì những cái người đó sẽ tham gia vào hội đồng thành viên. Nhưng mà nếu như mà cái thì nếu như mà mình bỏ cái này, mình bỏ cái này, cô ví dụ như ở sơ đồ này mình bỏ cái này đi, thì nó gần giống như cái công ty hai thành viên trở lên đúng không? Tuy nhiên nó có cái điểm khác biệt là gì? Cái hội đồng thành viên này không có vốn anh chị. Hội đồng thành viên này không có vốn. Bên cái công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì hội đồng thành viên là những người có vốn. Nhưng mà cái công ty này vốn nó nằm ở trên chủ sở hữu. Còn dưới này nó đây chỉ là những cái anh mà đi làm thuê thôi. Cho nên là họ không có vốn. Và bởi vì họ không có vốn cho nên là mỗi người sẽ có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Người nào cũng một phiếu biểu quyết hết nhá, có giá trị như nhau. Nếu như biểu quyết thì cứ một cánh tay tính một phiếu, giống như là mình bầu lớp trưởng hay là mình bầu bầu cái gì đó, mình bầu một cái vấn đề gì đó thì mỗi người chỉ một phiếu biểu quyết mà thôi. Tiếp theo là ở cái sơ đồ này là chỉ có một người được bổ nhiệm thôi, thì người đó sẽ là chủ tịch công ty. Rồi sau đó thì từ đây mới bắt đầu bổ nhiệm xuống giám đốc, tổng giám đốc, đúng không? Loại hình này thì kiêm nhiệm được, thuê giám đốc, tổng giám đốc được. Đó. Công ty một thành viên đó, kiêm nhiệm được, thuê được. Có mỗi hai cái loại hình, một cái là không kiêm nhiệm được là doanh nghiệp nhà nước, và công ty hợp danh thì không thuê được thôi. Cái còn lại thuê được, kiêm nhiệm được. Rồi đây, hội đồng thành viên là thành viên thì do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, có từ 3 đến 7 người với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Nhiệm kỳ lúc này không quá 5 năm và thiếu mất cái đuôi là gì? Số nhiệm kỳ không hạn chế, chỉ có một nhiệm kỳ không quá 5 năm thôi các anh chị. Họ chỉ bổ nhiệm một nhiệm kỳ không quá 5 năm thôi. Rồi sau đó người ta lại bổ nhiệm người mới. Nhá, nhiệm kỳ không quá 5 năm. Chủ tịch hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm này, hoặc có thể là bầu theo nguyên tắc quả bán cũng được. Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất là 2/3 tổng số thành viên dự họp, và mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Cái này cô nói rồi ha. Thế bên kia cuộc họp bên cái công ty hai thành viên trở lên ấy, cuộc họp diễn ra khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất là 65% vốn. Nhưng mà cuộc họp hội đồng thành viên này đâu có vốn. Không có vốn cho nên là mới nó bảo là một người, một thành viên có một phiếu biểu quyền có giá trị như nhau. Và người ta sẽ dựa vào số thành viên dự họp là ít nhất 2/3 luôn. Chứ chưa có vốn đâu mà tính được 65% vốn nữa. Mà mình cũng suy nghĩ là 2/3 chính là 66,7%. Nó cũng gần về 65% ấy. Nhá. Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất là 2/3 tổng số thành viên dự họp, mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Tiếp theo, nghị quyết hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành, và việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc là toàn bộ vốn điều lệ của công ty thì phải được ít nhất là 3/4 số thành viên dự họp tán thành. Như vậy ở đây có mấy cái con số mà mình cần nắm là 1/2, 2/3 và 3/4. 1/2 là gì? Bầu chủ tịch hội đồng thành viên theo nguyên tắc quả bán. 1/2 này, quả bán là hơn một nửa đồng ý mà. Bầu chủ tịch hội đồng thành viên theo nguyên tắc quả bán. Với 1/2 gì nữa? Nghị quyết hội đồng thành viên được thông qua khi hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Đó. 2/3 là nói về cái gì? Cuộc họp hội đồng thành viên được diễn ra khi ít nhất 2/3 số thành viên dự họp. Và 3/4 là nói về việc sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty. Nhá. 3/4 này là nói về sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty. Đó. Chủ tịch thì do chủ sở công ty bổ nhiệm. Giám đốc, tổng giám đốc thì do hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Cánh chị chủ dung cô nhé. Ở trong cái công ty hai thành viên trở lên ấy là nhiệm kỳ không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Thế còn ở công ty một thành viên ấy là người ta chỉ nhắc đến cái nhiệm kỳ không quá 5 năm mà thôi. Ví dụ như cô sẽ hỏi cánh chị là đặc điểm về số nhiệm kỳ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ấy
thì các anh chị phải trả lời được là không quá 5 năm và số nhiệm kỳ không hạn chế. Đó, hoặc là cô lại hỏi là nhiệm kỳ của đặc điểm về nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên chẳng hạn, thì lúc này mình phải trả lời được là không quá 5 năm nhá. Cái căn bản ấy là không phải là nhiệm kỳ của chủ tịch hay là giám đốc hay là ban kiểm soát, mà là loại hình doanh nghiệp nào. Với công ty 2 thành viên trở lên, tức là số lượng thành viên nhiều, thì số nhiệm kỳ không hạn chế. Còn công ty 1 thành viên là nhiệm kỳ không quá 5 năm, một nhiệm kỳ không quá 5 năm nhá. Một lúc nữa các anh chị sẽ gặp được là một số cái loại hình, ví dụ như doanh nghiệp nhà nước là không quá 2 nhiệm kỳ. Đó, hay là công ty cổ phần thì số lượng cổ đông nhiều thì nhiệm kỳ của nó cũng không hạn chế. Đó, nó tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp á, mà đặc điểm nhiệm kỳ nó sẽ khác nhau. Cho nên là các anh chị nhớ là ghi chú lại nhá, nhớ là ghi chú lại, chứ mà mình mà không ghi chú lại là đến buổi sau mình quên luôn, quên luôn, đến lúc hỏi là không có nhớ. Cô giảng như nào cô sẽ hỏi kiểm tra các anh chị như vậy á, hỏi thi như vậy á, cho nên là ghi chú lại. Nhá. Tiếp theo, kiểm soát viên thì do chủ sở công ty bổ nhiệm kỳ không quá 5 năm luôn anh chị. Nhiệm kỳ không quá 5 năm này. Đó. Rồi. Về việc thay đổi vốn của công ty thì sao? Thay đổi vốn thì có mấy trường hợp xảy ra?